đang ở hồ bơi. Wow, đã quá. Đã không? Hồ bơi tràn hồ luôn. Thật là đẹp. Nhưng mà hơi lạnh đúng không? Hơi lạnh. Rung luôn. Rất là lạnh nha. Hôm nay là một ngày đẹp trời cho nên mọi người đã tụ tập đi BCR để chèo thuyền và bơi. Không biết vô này nó như thế nào nữa. Tại vì hôm nay vắng tanh chùa Bà Đanh nè. Thấy cây dừa không? Thấy gì không? Thấy gì không? Không khí hôm nay cũng rất là mát mẻ và cảnh xung quanh rất là đẹp. Thấy cây dừa hả? Không đó, nhưng phải cây dừa, câu kiện á. Nè ông Thông nói gì đi. Không nói gì hết. Lên hình là được rồi. Vô đi cũng mát mẻ ghê, tại giờ hôm nay trời mát. Đó là đi không có nắng. Rồi thì không có được bơi, tại vì trời ở ngoài đang mưa rất là to. Còn hồ bơi thì đang rất là vắng tanh. Dễ thương nè, dễ thương quá, trai. We'll never say goodbye. I know it's not a bây giờ đã tới chùa Cuộc Bửu Long, đang mua vừa mới mua nước dừa uống ở dưới chùa. Đói bụng quá, người ta giới thiệu là đi ăn bún bò chay ở trên này rất là ngon. Nghe đồn là quán bún bò này là ngon nhất ở Việt Nam hay sao á? Dạ. Nghe đồn là quán bún bò này ngon nhất Việt Nam cho nên ăn thử. Cái khung cảnh ở ngoài chùa rất là rộng. Tính là từ Sài Gòn đi xe taxi lên đây có 100 mấy để ăn tô bún bò 20 ngàn cũng được. Rồi giờ đi ăn bún bò thử nha. Và đây là quán Trà Thất, quán có món bún chay rất là ngon, ngon và đặc biệt ở Sài Gòn. Bún bò chay hả? Đúng rồi, bún bò chay. Mời các bạn cùng vào nhé. Trời mọi người, bún riêu. Đây là bún Huế. Tàu hủ kỳ. À tàu hủ kỳ, sorry tàu hủ kỳ. Cái hủ kỳ. Rồi cái là tàu hủ nè, thì cũng giống như bình thường mình nấu thôi. Bắp cải nè. Mà cái này là món gì? Đúng. Còn cái này thì giống như là thịt chay của mình, thịt bò giả bò. Đó. Rồi chả. Để hấp mấy cái xếp thử coi ngon không? Chắc ngon. Ai hấp rồi cho ý kiến. Ngoài của cái chùa Bửu Long đó các bạn, không gian rất là rộng rãi và cái ngôi chùa này nhìn có vẻ giống là ở kiến trúc giống ở nước Thái Lan. Ra người ta đi chùa thì người ta thường cầu xin này cầu kia, còn mình cảm thấy là mình đi chùa là mình là cho cái tâm mình nó bình an thanh thản, nó có cầu giấy, cầu sinh viên, cầu gia đạo, rồi cầu cho ba mẹ, rồi cầu quốc thái dân an, cầu cho trường học mình càng ngày đông học sinh rồi thì thôi. Tiếng chuông gió nghe rất là thanh bình. Rồi mình đi tham quan vòng vòng. Đi lên trên chùa trên này á, thì nghe tiếng chuông rất là thanh tịnh luôn á. Chùa rất là to, wow, khủng khiếp luôn nha. To khủng luôn á.
Wow. Và kiến trúc rất là đẹp nữa. Hồ nước rất là to luôn á. Chùa rất là to luôn. À, chùa này thì người ta làm rất là đẹp. Vô đây thì rất là yên tĩnh. Như được. Đẹp hơn bên Thái luôn á. Bên Thái chứ không đẹp bằng đâu. Phía trên chùa thử lên cái sảnh thôi chứ cũng không có được cái hồn đưa trong chùa. Phía trước có cái hồ nước rất là xanh. Giờ mình đi lên trên, có cầu thang đi lên cũng bình thường thôi. Lên tới trên này bỏ dép ra hết nha. Bỏ dép ra hết. Thế người ta bỏ dép ra nên mình bỏ dép ra theo. Thế này cũng bỏ dép ra hết nên bỏ dép ra theo. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống. Sau khi đi một vòng còn được lên trên nữa. Dạ à, con đừng mấy chỉ còn đi vô lên trên được nữa. Vậy cảm ơn con. Xong thì ghé căn hộ, khu căn hộ Estella để bơi. Hồ bơi ở đây rất là đã luôn. Nó cũng tràn hồ.
nó cũng tràn hồ luôn, nó như hồ vô cực. Hôm nay thứ tư cho nên là rất là vắng, không ai bơi nhiều. Chúng ta phải đi thay đồ nha. Đây, thay đồ rồi hả? Thay đồ mất. Nhanh vậy. Sau khi thay đồ xong thì chúng ta sẽ bơi. Ai muốn vô đây bơi á thì phải gọi là có người sinh sống ở trên căn hộ trên này, sau đó lấy một cái vòng, đeo thì mình mới được xuống hồ bơi. Bên này hơi khó nhưng mà rất là dễ cấp cái vòng, chỉ cần có người quen ở trong khu căn hộ này thôi là sẽ cấp cho cái vòng để vô bơi, hoặc là mua căn nhà ở trong khu căn hộ này cũng có thể bơi được. Wow, hồ bơi rất cũng rất là to. Tí nữa sẽ bơi thử coi nước ở đây như thế nào. Bây giờ là chiều mát rồi cho nên mình cũng không cần phải bôi kem chống nắng để xuống bơi. Hồi sáng thì mưa quá trời mưa luôn. Đi VCR thì mưa, rồi nước thì dơ, chỗ thì vắng tanh, không cho chèo thuyền. Bơi thì nhìn cái hồ bơi cũng không muốn bơi. Cho nên bây giờ sẽ ghé đi bơi thử coi như thế nào. Wow, hồ bơi nhìn hấp dẫn thiệt. Rất là lạnh. Nhưng mà nước ở đó rất là sạch sẽ. Đúng rồi, hôm nay bơi ở đây rất là ok. Có đứa nào muốn bơi xuống dưới đó không? Sau 3 ngày học bơi thì mình đã đứt bơi rồi. Chú lại nhìn đây, chú lại. Tôi đâu mất tiêu luôn rồi. Mất trời đâu rồi? Trời đâu rồi? Bên này á thì nó có luôn cả massage nữa, thực đã nha. Wow, đã không? Quá đã. Massage cái gì vậy? Quay ngược rồi. Đang massage cổ anh sao bụng? Đã không? Đã. Cái massage đây thì nó hơi lạ. Mình sẽ thấy cái cục này, mình dặn nó qua bên phải, sau đó nhấn cái nút một cái, thì nó mới khởi động được, đó. Wow, cực đã luôn. Chỉ cần nằm thư giãn dưới một buổi chiều trời mưa thật là lạnh lẽo. Đáng cho nó chơi đi ta. Thì tất nhiên rồi, cái hơi nó đẩy nước ra mà. Đi đi qua, ồ, lạnh quá, ập xuống đi. Lạnh thiệt. Đi qua thử bên này, có phun nước kìa nè. Bên đâu? Giờ đi qua thử bên này có phun nước. Nhưng mà nó sẽ khác hơn. Không có xì xì nữa, tí nó tự tắt à. Bây giờ mình ở bển mình chán rồi thì mình sẽ qua đây. Mình sẽ thử cái phun nước ở bên này. Wow, cái này gì đây ta? Thử nha. Gì đây? Wow. Thử đây. Trời ơi. Đây là vòi tuyệt. Wow. Trời ơi, sống da luôn á. Trời ơi, cái này vòi cực mạnh nha. Ô, rớt luôn rồi, sống da luôn rồi. Dỡ nắp lên. Lại nha. Cái vòi này là ai mà dơ hay là gì á? Là vô nó xịt là sạch luôn á. Tại vì cái vòi mạnh quá, mạnh nó kỳ rửa là sạch luôn á. Mà mình sạch rồi cho nên mình thấy đau quá. Vô thử đi, vô thử đi. Rác lắm á. Kỳ da luôn á. Trời ơi. Trời ơi.
cảm giác như thế nào? Thôi ra đi đi, mày chơi cái đó hồi công an bắt giờ đó. Sau khi bơi xong thì ở đây rất là mát luôn. Wow. Rất là mát. Mình có thể nghỉ ngơi thư giãn, rất là thư giãn. Wow. Cực đã. Qua bên này cái khung cảnh ngó ra nó chỉ là những tòa nhà thôi, không đẹp bằng bên đảo Kim Cương. Bên đảo Kim Cương mình ngó ra được những cái khung cảnh rất là như là lãng mạn. Mà ở đây cũng được. Nằm ngó ra toàn là những tòa nhà. Sau khi bơi xong thì mình rất là mệt và trời bây giờ cũng rất là lạnh, cho nên bây giờ mình quyết định đi ăn một cái gì đó cho nó ấm ấm. Ăn cái gì ngon ngon, nóng nóng, mới bơi lên đảo.